Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn ba ván đấu tuyệt hay: Tuyết Kỳ Tiên Trời Na Sáng đại chiến trên đấu trường Tiên Tiên Thương Kỳ. Ba ván cờ tấn công rất đẹp mắt, đặc biệt ở ván đấu thứ hai và ván đấu thứ ba, Tuyết Kỳ Tiên phế xe. Mời các bạn thưởng thức. Biên bản ván 1, Lý Tịnh Kỳ tiên nhân chỉ lộ. Tướng quân. Cơ sở
đó.是。 吃鸡。
吃。 吃。 破事。 将军。再将。 将军。 Xe 5 bình 6 chiếu tướng sát cục. Mời các bạn xem tiếp gián 2 gián cờ rất đặc sắc Bùi Tư Duệ phế xe 3 quân đánh 1 xe.
吃。吃。吃。吃鸡。吃鸡。吃鸡。吃。将军，将军。再将。破下。吃。吃。
挂条马，将军。将军，吃。将军抽炮。将军。将军，吃。吃。将军。
Xe đến đây nếu như đen dùng xe ăn chốt thì lập tức bên đỏ sẽ bước mã chiếu tướng. Hoa giáo mã, tướng quân. Nếu xuất qua lộ 6 thì lập tức đen bước mã chiếu tướng sát cục ngay. Còn nếu như ở đây xuất qua lộ 4 thì đỏ sẽ đơn giản sĩ 6 thối 5 tiền mã hậu pháo sát cục. Chúng ta quay lại hình cờ thực chiến. Trong thực chiến thì bên đen không dám ăn chốt. Mời các bạn xem tiếp diễn biến hấp dẫn của ván đấu. Tướng quân. Tại chương. Tại chương. Qua giáo mã, tướng quân. Tại chương. Mã 3 tấn 2 chiếu tướng sát cục. Mời các bạn xem tiếp ván 3. Dương Á Bình phế xe phản công.
坐下。吃。吃鸡。吃。将军抽车。破事。
吃。 Chơi đến đây, Dương Á Bình đã buông cờ nhận thua. Các bạn vừa thưởng thức ba ván cờ rất đặc sắc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like và đăng ký để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.